Đối với những người hâm mộ Pokemon thì tháng 8 luôn là một tháng đặc biệt bởi vì đó là thời điểm diễn ra Pokemon World Championship, giải vô địch thế giới về thi đấu Pokemon. Giải đấu năm 2023 còn đặc biệt hơn tất cả những lần trước bởi vì đây là lần đầu tiên mà giải được tổ chức ở Nhật, nơi quê cha đất tổ của Pokemon. Chính vì thế mà tôi đã quyết định đất sẽ là chủ đề cho những video trong tháng này. Bắt đầu với Pokemon hệ đất ở Gen 9 có gì? Kể từ sau Pokemon Sword và Shield, chúng ta có thêm một dạng vùng miền mới và 8 Pokemon mới mang hệ đất, nâng tổng số Pokemon của hệ này lên 77, là đứng thứ 11 trong tất cả các hệ. Chúng ta có dạng vùng miền mới của Wooper, Pokemon cá độc. Chính ra thì Pokemon này vẫn mang hệ đất từ đầu, nhưng ở vùng Paldea thì nó sẽ có hệ độc và đất. Đây là một song hệ khá là thú vị bởi vì kể từ Nidoking và Nidoqueen từ tận Gen 1 thì đến bây giờ chúng ta mới có thêm Pokemon mang song hệ này. Những con Wooper ở vùng Paldea sẽ tiến hóa thành Clotsire, Pokemon cá gai cũng mang hệ độc và đất. Loài này có thể chọc xương sườn ra từ bên trong cơ thể để tự vệ. Ursaluna là Pokemon than bùn mang song hệ thường và đất. Đây là dạng tiến hóa của Ursaring. Người ta cho rằng hình thái tiến hóa này có được là do sự tiếp xúc với môi trường đầm lầy trong đêm trăng tròn. Pokemon này có thể di chuyển rất dễ dàng trong những đầm lầy và có thể điều khiển than bùn theo ý muốn. Toscu cùng với dạng tiến hóa Toscruel là loài Pokemon mộc nhĩ mang song hệ cỏ và đất. Phần diềm ở hai bên hông của Pokemon này là một trong những món ăn đặc sản của vùng Paldea. Thoạt nhìn thì hình dáng bên ngoài của chúng khá là giống Tentacool và Tentacruel. Nhưng thực chất thì đây là kết quả của quá trình tiến hóa hội tụ, chứ hai gia đình này không liên quan gì đến nhau. Red Tusk là Pokemon nghịch lý mang song hệ lần đầu tiên xuất hiện đất và giác đấu. Pokemon này trông giống như một con Dolphin và được phỏng đoán là đã sống sót từ thời cổ đại. Nhưng liệu nó có liên quan gì đến Dolphin hay không thì không ai dám chắc. Iron Thread, Pokemon nghịch lý mang song hệ đất và thép. Người ta đồn đại rằng nó là một loại vũ khí công nghệ của người ngoài hành tinh đưa xuống trái đất, nhưng hiển nhiên điều này cũng chỉ là phỏng đoán mơ hồ. Pokemon nghịch lý thứ 3 là Shandyshock, mang song hệ điện và đất. Cũng không có thông tin gì nhiều cho Pokemon này ngoài việc nó có thể là một con Magneton đã sống được 10.000 năm theo như báo lá cải cho biết. Và cuối cùng chúng ta có thêm một Pokemon huyền thoại hệ đất, đó là Tinglu, mang hệ bóng tối và đất. Bản thể thực sự của Pokemon này thực ra là cái đỉnh ở trên đầu nó, đã chất chứa nỗi sợ hãi của biết bao người bị hiến tế trong những nghi thức cổ xưa, dần dần đóng vào đất đá và trở thành Pokemon. Về hệ thống chiêu thức thì chỉ có hai chiêu thức hệ đất mới được giới thiệu kể từ sau Pokemon Sword và Shield. Cả hai chiêu này đều xuất hiện lần đầu tiên trong tựa game Pokemon Legend Arceus. Còn Pokemon Scarlet và Violet của Gen 9 thì chưa giới thiệu thêm chiêu hệ đất nào. Đầu tiên là chiêu vật lý Headlong Rush với sức mạnh lên đến 120 là cao nhất từ trước đến giờ trong những chiêu tấn công của hệ đất. Tuy nhiên sẽ khiến cho Pokemon thi triển bị giảm một bậc thủ vật lý và thủ đặc biệt. Chiêu này rất có lợi trong việc hạ gục nhanh tiêu diệt gọn đối thủ trong đấu đơn, cũng như mang đến một sự lựa chọn mới đỡ ảnh hưởng đến đồng đội trong đấu đôi. Nhưng mà hiện tại mới chỉ có 3 Pokemon học được chiêu này nên chắc chắn sẽ chưa thể trở thành một chiêu phổ biến như là Earthquake. Chiêu còn lại là Sensuous Storm, chiêu thức đặc biệt độc quyền của Landorus. Khi mới được giới thiệu trong bản Pokemon Legend Arceus thì chiêu này có sức tấn công là 95 với 30% khả năng gây bỏng cho đối thủ. Sang đến Gen 9 thì tỷ lệ gây bỏng bị giảm xuống còn 20%, nhưng bù lại thì sức tấn công được tăng lên thành 100. Chiêu này có thể đánh trúng cả hai mục tiêu trong đối đôi và vì một lý do không liên quan nào đấy sẽ không thể trượt dưới trời mưa. Một trong những thay đổi về chiêu thức có ảnh hưởng nhất ở thế hệ này là việc PP của tất cả những chiêu thức hồi phục đã bị giảm đáng kể. Cụ thể là từ tối đa 16 PP, bây giờ giảm xuống chỉ còn tối đa 8 PP mà thôi. Và chiêu phục hồi duy nhất của hệ đất là Shore Up, độc quyền của Palossen chắc chắn cũng chịu trùng số phận. Có một đặc tính mới khá thú vị trực tiếp liên quan đến hệ đất là Earth Eater của loài Earthworm. Đặc tính này cho phép Pokemon sở hữu không chỉ miễn nhiễm mà còn được phục hồi sinh lực mỗi khi chúng đòn hệ đất. Cạp đất mà ăn nó là có thật anh em ạ. Nhờ có cơ chế Terra thì bất kỳ Pokemon nào cũng có thể trở thành hệ đất, chủ yếu là chúng sẽ cần lý do. Đây là một trong những hệ tốt nhất ở cả hai khía cạnh phòng thủ và tấn công. Tuy là hệ đất chỉ kháng được có hai hệ, nhưng một trong hai hệ đó là hệ đá, và kháng được đá ngầm là một lợi thế cực kỳ lớn trong đấu đơn. Bên cạnh đó, việc có thể miễn nhiễm được hoàn toàn những đòn tấn công của hệ điện giúp cho những Pokemon Terra thành hệ đất có thêm nhiều cơ hội để đảo ngược tình thế. Vì vậy mà những Pokemon sử dụng Terra hệ đất để phòng thủ thường sẽ là những Pokemon sợ đá và sợ điện.
Đối với chúng thì cái việc mang đơn hệ đất đã là một lợi thế cực kỳ lớn rồi, cho nên cũng không cần thiết phải học thêm chiêu hệ đất nào để tận dụng. Pelipper trong đấu đơn là một ví dụ, vì là Pokemon tạo thời tiết cho nên nó sẽ muốn mang theo trang bị Damrock để kéo dài thời gian của trời mưa. Nhưng đồng thời thì con này cũng sử dụng U-turn để pivot khá nhiều, cho nên cũng rất cần trang bị Heavy Duty Boost để tránh sát thương từ đá ngầm, sẽ cực kỳ đau đối với một Pokemon hệ bay. Và với Terra hệ đất thì Pelipper sẽ chuyển từ yếu thế thành kháng đá ngầm, giảm sát thương phải nhận từ 1/4 tổng sinh lực xuống còn 1/16, khiến cho việc ra vào sân cũng không còn khó khăn như trước. Nhờ vậy mà nó có thể mang theo Damrock thoải mái mà không cần phải lăn tăn gì nữa. Ngoài ra thì việc biến thành hệ đất cũng giúp Pelipper miễn nhiễm với những chiêu thức của hệ điện mà vốn sẽ là khắc tinh số 1 của nó. Về mặt công kích thì khỏi phải nói, hệ đất là một trong những hệ mạnh nhất bởi vì có thể khắc chế được những 5 hệ, cho nên hiển nhiên sẽ có rất nhiều Pokemon muốn Terra hệ đất để tấn công, có thể tăng sát thương và đấm xuyên qua những bức tường phòng thủ dày dặn. Đại diện cho lối chơi này là Grettus và Garchomp. Hệ đất là một trong hai hệ Terra thường gặp nhất trong số những hệ Terra của hai Pokemon này. Trong môi trường thi đấu hiện tại có rất nhiều Pokemon phòng thủ vật lý tốt bị khắc chế bởi hệ đất, ví dụ như là Toxapex, Gaganaco hay là Iron Hands, cho nên nếu như được tăng cường sát thương cho Staff hệ đất sẽ khiến cho việc xử lý bọn này dễ dàng hơn. Khả năng công phá đến từ Terra hệ đất trong nhiều trường hợp cũng đảm bảo cho những bức tường không sợ đất như là Tinglu, Among Us hay thậm chí cả Grettus của đối phương cũng sẽ bị sụp đổ chỉ sau 2 đòn. Bên cạnh đó thì việc Terra hệ đất cũng đem lại một lợi ích nhỏ khác cho hai Pokemon này, đó là loại bỏ điểm yếu đến từ hệ tiên, đặc biệt cực kỳ hữu ích khi mà đi đâu chúng ta cũng thấy những con Fluttermane lảng vảng. Thêm một ví dụ nữa, Osaluna là Pokemon sở hữu sức tấn công kinh hồn được bổ trợ bởi đặc tính Gust. Trong đấu đôi thì nó rất thường xuyên được sử dụng bên cạnh Cresselia, một đồng đội có thể lơ lửng. Khi đó nó có thể thoải mái spam chiêu Earthquake mà không lăn tăn về việc chúng đồng đội. Vì vậy mà Terra hệ đất cũng được con gấu này tận dụng để đưa sức công phá của nó lên mức mà không ai có thể chịu được. Vì những chiêu thức của hệ đất có thể khắc chế được những 5 hệ, cho nên vẫn luôn là bổ trợ rất tốt cho bất kỳ Pokemon nào học được nhằm nâng cao độ phủ sóng. Tuy nhiên không phải Pokemon nào cũng có thể học được chiêu hệ đất, vì thế mà Terra thành hệ đất và sử dụng Terra Blast là phương pháp duy nhất để chúng có được sự bổ trợ này. Hai ví dụ điển hình cho trường hợp nói trên là Zacian Crown và Sneasler. Combo Staff của Sneasler bị kháng bởi hai hệ là Ma và Độc, trong khi combo của Zacian bị kháng bởi hai hệ Thép và Lửa. Cả hai Pokemon này đều gặp khó khăn trước những kẻ thù chung như là Crossile, Toxapex cùng với hai ma mới là Skeledus và Golden Go. Những đối thủ này có thể kháng hoặc miễn nhiễm hầu hết tất cả những chiêu thức thông dụng của cả Zacian và Sneasler. Đặc biệt Skeledus và Crossile còn có đặc tính Unaware, cho nên chúng nó cũng không sợ bất kỳ cái thể loại múa kiếm nào từ hai Pokemon này. Zacian và Sneasler còn có một đặc điểm chung nữa, đó là đặc tính của chúng chỉ có thể kích hoạt được một lần, cho nên nếu bị ép phải rút về sẽ là hình phạt cực kỳ nặng. Chính vì vậy mà Terra Blast hệ đất sẽ là sự bổ trợ vô cùng quý giá, không chỉ giúp cho Zacian và Sneasler vượt qua những kẻ ngáng đường kể trên, mà thậm chí còn có thể xử đẹp cả những con Zacian và Sneasler của đội bạn. Từ đó chúng sẽ có thể trụ sàn và càn quét được lâu hơn, hoàn thành nhiệm vụ được giao suôn sẻ hơn. Dĩ nhiên cũng sẽ có những Pokemon đạt được nhiều hơn chỉ một mục đích khi Terra hệ đất và tận dụng hệ Terra này cho cả công và thủ. Một trong những ví dụ đó là Bescalibur. Vì mang hệ băng cho nên Bescalibur cũng gặp tất cả những vấn đề liên quan đến đá ngầm, đá nổi và có thể được hóa giải bằng cách biến thành hệ đất. Bên cạnh đó, hai Staff hệ rồng và băng của nó đều bị kháng bởi hệ thép và tất nhiên Terra đất tăng sát thương cho chiêu Earthquake cũng giải quyết được vấn đề này luôn. Nhờ Terra hệ này cho nên Bescalibur cũng sở hữu combo Staff đất và băng có thể gây sát thương siêu hiệu quả lên tận 9 hệ, là nhiều nhất trong tất cả các combo Staff. Một Pokemon nữa nhận được rất nhiều lợi ích từ việc Terra hệ đất là Enamorus. Về mặt phòng thủ, song hệ tiên và bay có đến 5 điểm yếu, thì hệ đất có thể kháng và miễn nhiễm được tận 3 trong số 5 hệ đó. Terra hệ đất cũng làm giảm sát thương từ đá ngầm, vốn rất đáng e ngại với một Pokemon hệ bay. Còn về mặt tấn công thì hệ tiên có khả năng kết hợp cực kỳ tốt với hệ đất, bởi vì ba hệ có thể kháng được chiêu hệ tiên là lửa, độc và thép đều có chung điểm yếu là hệ đất. Combo chiêu thức của hệ tiên và hệ đất sẽ giúp cho Enamorus gây sát thương không bị kháng lên gần như mọi đối thủ, và bởi vì nó có thể tự học được chiêu Earth Power cho nên sẽ luôn có chiêu hệ đất mạnh mẽ để dùng. Pokemon cuối cùng mà tôi muốn đề cập đến trong video này đã được hưởng lợi quá nhiều từ cơ chế Terra đến mức nó đã vượt quá khả năng chịu đựng của rất nhiều người, đó là Volcarona. Chỉ cần một lần sử dụng Quiver Dance là Volcarona có thể cho anh em thấy vì sao nó được gọi là cơn thịnh nộ của mặt trời. Tuy nhiên trước đây có khá nhiều thứ ngăn cản nó thi triển cái điệu múa trên, đặc biệt là điểm yếu X4 từ hệ đá quá nghiêm trọng. Nó có thể sẽ bay luôn một nửa bình máu nếu dẫm phải gạch đá.
Combo Staff của nó cũng bị kháng bởi khá nhiều Pokemon châu lì, ví dụ như là Heatran, Skeledus hoặc là Toxapex, và Volcarona cũng không có chiêu bổ trợ nào đủ mạnh để xử lý chúng. Lên đến Gen 9 này thì tất cả những vấn đề nói trên của Volcarona đều có thể được giải quyết bằng cách đội cái gì đấy lên đầu. Có rất nhiều thứ mà nó muốn đội lên đầu, một trong số đó là một cục đất. Khi Terra thành hệ đất thì Volcarona sẽ kháng đá. Chiêu Terra Blast của nó có thể thổi bay tất cả những kẻ địch thông dụng nói trên, cũng như tất cả những Pokemon hệ đá vốn được tung ra để triệt hạ nó. Dĩ nhiên đây cũng không phải là hệ Terra duy nhất mà Volcarona sử dụng. Cơ bản thì việc có thể tận dụng rất tốt nhiều hệ Terra đa dạng chính là thứ đang khiến Pokemon này mất cân bằng hơn bao giờ hết, và hệ đất cũng chỉ là một trong số những hệ đó mà thôi. Đó là những gì hay ho mà Gen 9 đã đem lại cho hệ đất, ít nhất là trước khi có DLC. Tiềm năng của cái hệ này là cực kỳ lớn, cho nên chắc chắn tôi không thể phân tích hết trong cái video ngắn ngủi này được. Liệu còn chiêu thức nào mà tôi vô tình bỏ quên hay không, hay là có Pokemon nào đang cực bá với Terra hệ đất mà tôi không biết, anh em có thể khai sáng cho tôi dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn anh em đã chú ý đến video này cũng như theo dõi hết nó. Tôi sẽ hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của tháng hệ đất.